Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn thân mến. Hôm nay Thúy xin giới thiệu với cả nhà một món ăn về móng giò heo hầm theo kiểu của người Hoa nha cả nhà. Đầu tiên mình sẽ chuẩn bị móng giò ha. Thì ở đây mình có khoảng gần 1 kg móng giò heo mình đã làm sạch sẽ rồi nè. Mình đem đi luộc qua, rồi sau đó mình rửa thật là sạch, rồi mình rửa với lại giấm muối cho nó khử cái mùi hôi của cái chân giò đó cả nhà. Rồi món này thì chủ yếu là mình cái bước đầu tiên á, quan trọng nhất á, là mình đem chiên chân giò ha. Thì chân giò mình sẽ không ướp gì hết, mình sẽ để như vậy để mình chiên luôn. Nhưng mà để cho chân giò không bị văng dầu á, thì mình cho vào khoảng 1 muỗng bột mì và một chút xíu muối ăn nha cả nhà. Sau đó mình bỏ chân giò vào để mình chiên. Mình lưu ý ha, cái món này là chủ yếu là cái da của chân giò đó, da của cái móng giò heo của mình á, là nó phải chiên cho vàng. Cho nên là mình sẽ ập cái phần cho cái phần da xuống trước để chúng ta chiên ha. Thì với cách chiên như thế này là đảm bảo là không có một chút dăn nào nha cả nhà, bắn dầu nào hết á, chiên rất là nhẹ nhàng. Thì thời gian chiên thì chúng ta chiên đến khi nào mà chúng ta thấy cái lớp da nó vàng thì chúng ta sẽ vớt ra ha. Chúng ta không cần phải chiên cái mặt còn lại đâu, chúng ta chỉ cần chiên cái mặt da cho nó vàng thôi. Còn nếu mà chúng ta có thời gian hơn nữa ấy, thì chúng ta cứ sau khi luộc cái móng giò heo xong rồi chúng ta dùng cây tăm ăn ấy, chúng ta sẽ chọt thủng cái lớp bì á, lớp da heo ở bên ngoài cả nhà. Sau đó chúng ta sẽ cho một chút xíu giấm với lại muối chúng ta ướp lên cái phần da đó. Sau đó chúng ta để khoảng 15-20 phút rồi mình đem đi chiên. Lúc đó thì cái lớp da nó sẽ phồng và giòn giòn hơn nữa ha. Ở đây mình chỉ chiên vàng thôi. Thì đây là một bí quyết chiên mà khi cái món này thì chúng ta có thể đem đi kho, đi hầm, hoặc là chúng ta có thể đem sốt nước mắm đường tỏi nữa cả nhà, rất là ngon luôn. Thì sau khi chiên qua lửa vừa khoảng 15-20 phút thì chúng ta sẽ thấy cái lớp da của chân giò chúng ta đã mềm rồi nha. Có cái màu vàng như thế này là được rồi nha cả nhà. Rồi mình sẽ vớt hết cái chân giò ra. Sau khi chúng ta vớt hết cái chân giò ra rồi, chúng ta sẽ cho vào cái thao nước đá ha. Cái thao nước này chúng ta cho thật là lạnh, và chúng ta có thể cho ít cục đá vào để chúng ta ngâm. Nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta có thể ngâm khoảng nửa ngày ha, 5-6 tiếng thì cũng được. Nếu chúng ta không có thời gian, chúng ta có thể ngâm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Cái này là mình ngâm khoảng 1 tiếng rưỡi rồi nè, thì nó cũng không có bong nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta nấu lên nó sẽ bong nhiều hơn nữa ha. Rồi sau đây chúng ta sẽ chuẩn bị nấu cái món móng giò của chúng ta ha. Đầu tiên chúng ta cho vào một chút xíu dầu ăn thôi, sau đó mình cho vào ít đường phèn. Nếu mà không có đường phèn hạt kiểu như thế này, chúng ta có thể cho một xíu đường thốt nốt hoặc là đường cát cũng được, để chúng ta tạo cái màu cánh dáng cho cái món ăn ha.
bây giờ cái màu đường của chúng ta đã vàng rồi, sau đó chúng ta sẽ cho hết cái móng chân heo chúng ta vào. Và chúng ta nhớ lần này thì chúng ta vẫn lật cái mặt da heo xuống nha cả nhà, để chúng ta làm cho cái lớp mà da heo của chúng ta vàng á. Ở chúng ta bật lửa nhỏ từ từ thôi để chúng ta chiên cho nó vàng cái lớp lớp da. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho một ít hành tím vào nè. Hành tím chúng ta cắt cắt lát hoặc là chúng ta có thể cắt làm 2 làm 3 cũng được. Rồi khoảng 1/2 muỗng tỏi băm. Chúng ta cho vào lắc gừng nữa cả nhà. Chúng ta sẽ lật cái mặt chân giò lại và để cho cái phần móng giò chúng ta thơm thì chúng ta lật qua lật lại để cho cái hành tỏi của chúng ta xào thơm với lại cái móng giò ha. Chúng ta thấy cái màu mà rất là vàng và đẹp ha. Món này chúng ta có thể là bây giờ chúng ta có thể cho vào một lon bia chúng ta hầm, hoặc là chúng ta cho vào chút xíu muối và chúng ta hầm với lại nước dừa tươi cũng rất là ngon nha cả nhà. Thì cái món này chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta chế biến, tùy theo khẩu vị của gia đình mình thích cái khẩu vị gì mình sẽ chế biến ha. Chúng ta cho vào 2 lá thơm và 2 cái hoa hồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nêm nếm là món này chúng ta sẽ rất là cần ngũ vị hương, thì chúng ta sẽ cho vào khoảng nửa muỗng ngũ vị hương nha cả nhà. Hai muỗng nước tương. Một muỗng dầu hào. Khi mà chúng ta bắt đầu nêm nếm như thế này, chúng ta nhớ vặn lửa nhỏ nha cả nhà. Chúng ta vặn lửa nhỏ để chúng ta cho cái món móng giò của chúng ta thấm đều gia vị ha. Thì ở đây thì chúng ta nêm nếm rất là đơn giản để cho cái món này chủ yếu là có cái vị thơm mà hơi mặn hơn. Nếu như mà chúng ta muốn ăn mặn hơn nữa thì chúng ta cho vào chút xíu muối và hạt nêm nữa nha. Sau khi chúng ta thấy là cái món giò chúng ta đã thấm hết gia vị rồi, cũng cạn nước trong nồi rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ cho nước dừa tươi hoặc là bia hoặc là nước nước lọc vào ha. Thì chúng ta cho vào xăm xắp thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đun sôi và chúng ta đậy nắp lại, chúng ta nấu trong vòng khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để cho cái món chân giò này mềm, thật là mềm nha cả nhà. Thì cái món này chúng ta khi mà chúng ta hầm, chúng ta kho thì mà càng mềm thì nó sẽ càng ngon nha cả nhà.
để cho nó bong cái lớp gân ra và cái lớp da của chúng ta sẽ bong lên nữa thì nó sẽ rất là ngon. Sau khi mình đã hầm được khoảng 1 tiếng là nước đã cạn rồi. Rồi chúng ta thấy cái món chân giò chúng ta rất là mềm, mực, thơm và ngon luôn đó cả nhà. Nếu chúng ta thích ăn nước thì chúng ta chừa nước sệt sệt lại như thế này ha. Hoặc không thì chúng ta kho cạn nước luôn. Vừa rồi thì mình có cho thêm chút xíu hạt nêm và chút xíu muối vào nữa nha cả nhà, để cho cái món ăn của chúng ta đậm đà hương vị hơn nữa ha. Thì món ăn của mình đã hoàn thành rồi. Cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương theo dõi và đồng hành cùng với những món ăn của Thí ha. Chúc cả nhà một ngày mới đầy năng lượng, sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Xin chào cả nhà.